cay đắng chuyện tình của Linh Nga với thuyết buôn vua. Chồng bị bắt một tuần trước đám cưới, quyết chờ 20 năm để rồi bị phản bội. Cho tới nay, câu chuyện cuộc đời ngọt bùi đắng cay của nữ diễn viên Linh Nga vẫn được công chúng quan tâm. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ 20, Linh Nga được biết đến là một người đẹp đa tài, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, được ví như một hiện tượng trên sóng truyền hình Việt Nam. Nhan sắc của Linh Nga khiến biết bao con người say đắm, cô còn được nhiều người yêu ái, gán cho danh xưng Mỹ Nhân Hà Thành. Chuyện tình vang dội một thời của cô với doanh nhân Thuyết Buôn Vua đã từng hao tổn biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông lúc bấy giờ. Nguyễn Linh Nga sinh ngày 3 tháng 1 năm 1982 là một nữ đạo diễn điện ảnh người Việt. Cô được biết đến qua các tác phẩm mang chủ đề về con người Việt Nam với phong cách phân tích tâm lý nhân vật. Cô là đạo diễn của Inside This Piece, bộ phim về nạn nhân chất độc da cam được trình chiếu khắp nước Mỹ và đoạt các giải thưởng quan trọng như giải phim tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Phụ nữ California 2019, giải huân chương danh dự tại Liên hoan phim Impact DOC Awards 2019 và nhận đề cử giải phim tài liệu xuất sắc của Liên hoan phim Action on Film International Film Festival của Mỹ. Ngoài ra, Linh Nga cũng đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh khác và là nhà thành lập hãng phim 9669 Film. Tuổi thơ cơ cực, bố mẹ đổ vỡ từ khi còn nhỏ. Xuất thân trong một gia đình có bố là nghệ sĩ, mẹ là ca sĩ dòng nhạc thính phòng, Linh Nga sớm đã có máu nghệ thuật chảy trong người. Nhưng cuộc sống của mỹ nhân Hà Thành không phải trải đầy hoa hồng. Cô phải vất vả, nỗ lực vì gia cảnh nghèo khó, chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ từ khi còn nhỏ. Linh Nga từng có cuộc sống chật vật, làm việc không ngừng nghỉ. Một ngày chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng liên tục trong vòng 4-5 năm, có những ước mơ không thành và nhiều giây phút buồn tủi. Linh Nga nổi tiếng không chỉ bởi sắc mà còn bởi tài. Cô có thành tích nổi bật là thủ khoa khi thi đầu vào tại trường cao đẳng múa Việt Nam, nhưng sau đó đã chuyển sang mảng điện ảnh. Ngoài ra, Linh Nga còn nhãn mặt trên các trang báo nổi tiếng lúc bấy giờ. Mối tình với Thuyết Buôn Vua chớm nở từ đôi tất rách. Là một người con gái vừa có nhan sắc, vừa có trí tuệ, Linh Nga được biết bao nhiêu người say mê theo đuổi. Vậy mà khi mới 18 tuổi, cô đã phải lòng một người đàn ông đã bước sang tuổi 40. Trần Văn Thuyết, tức Thuyết Buôn Vua, nổi tiếng giàu có, sở hữu hàng loạt xe sang, bất động sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Thời điểm gặp Linh Nga, người đàn ông này là người từng trải, đã qua hai đời vợ. Họ gặp nhau nhờ ca sĩ Ngọc Đại, ông bầu của nhóm nhạc Năm Dòng Kẻ, mà Linh Nga là một trong số các thành viên. Năm đó, khi Ngọc Đại mời Thuyết đến nhà Linh Nga chơi nhân dịp năm mới, nhưng không ngờ đó chính lại là khởi đầu cho một cuộc tình đẹp như mơ của cô. Theo nhiều tài liệu ghi lại, cuộc tình chớm nở chỉ bằng đôi tất rách. Tôi chỉ để ý cho đến khi Thuyết bắt chéo chân lên để lộ chiếc tất rách ở dưới lòng bàn chân. Thì tôi nhìn về anh ấy hoàn toàn khác. Tôi thấy những lo lắng bất an trong đôi mắt đó vì thiếu ngủ, thấy những bộn bề và cay đắng trong những phù du đời thường nơi Thuyết. Lúc ấy là lúc tôi bắt đầu để ý đến Thuyết, Linh Nga chia sẻ. Cô phải vượt qua biết bao nhiêu miệng lưỡi của người đời, từng chịu không ít gièm pha, bị đồn đoán yêu đương chỉ vì tiền. Từ ngày trở thành người yêu của Thuyết, Linh Nga được biết đến như một người đẹp sống trong lụa là. Vào mỗi thứ bảy, Thuyết đều tặng cô một bó hồng trắng để an ủi, vỗ về mỗi khi cô gặp chuyện buồn. Hai người không chỉ đơn giản là người yêu mà còn như một tri âm tri kỷ. Cuộc tình đẹp như mơ tan vỡ khi Thuyết Buôn Vua vướng vòng lao lý. Linh Nga đớn đau vì bị phản bội. Linh Nga và Thuyết là một trong những cặp đôi danh giá và quyền lực nhất tại Hà Nội thời bấy giờ. Khi tình yêu đang ở thời kỳ đẹp nhất, cả hai đã tính đến chuyện về chung một nhà. Ngôi biệt thự ở 31 Hàng Chuối được cả hai người vun vén, mua từng cái bát, bộ ấm chén để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc tình ấy sẽ được kết thúc bằng một cái kết viên mãn thật đẹp. Nhưng ngờ đâu, đó chỉ là sự khởi đầu cho những biến cố cuộc đời của mỹ nhân Hà Thành. Một tuần trước khi cưới, sóng gió bất ngờ ập tới người con gái này. Trong khi hai người đang đi nghỉ ở Đà Lạt, thì Thuyết bị bắt vì liên quan tới vụ án Năm Cam. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy ở Đà Lạt, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ,
thì Thuyết có điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong thì tôi thấy anh ấy lặng người đi, đôi tay run rẩy, hai hàng nước mắt rơi xuống. Thuyết nói: "Anh xin lỗi vì từ nay sẽ không còn ở bên lo lắng cho em được nữa. Công an đã ở xung quanh đây hết rồi." Linh Nga tâm sự. Một cô gái mới đây còn tươi cười rạng rỡ, chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy cưới, nay đã phải gồng gánh mọi chuyện một mình. Một người con gái đôi mươi nắm trong tay tất cả mọi thứ, từ địa vị, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp đang khởi sắc, giờ đã mất tất cả. Người đời từ đó cũng thêu dệt đủ mọi thứ chuyện về cô và Thuyết. Ngôi biệt thự ở 31 Hàng Chuối vẫn còn nợ chưa trả hết, nên khi Thuyết bị bắt, ngân hàng phát mãi để thu hồi nợ. Linh Nga phải bán căn nhà của mẹ đẻ, quyết giữ lại căn nhà. Sau đó, vì lục đục với gia đình Thuyết, Linh Nga đã dứt áo ra đi mà không mang theo bất cứ tài sản gì. Đã coi Thuyết như định mệnh của cuộc đời mình, cô chẳng ngần ngại đợi người đàn ông này quay trở về, cho dù bản án đó là 20 năm. Mỗi lần tới thăm Thuyết tại trại giam Phước Hòa, cô đều nhất mực khẳng định: "Em sẽ chờ." Sau đó, Linh Nga dường như chết lặng khi biết được mình đã bị gạch tên ra khỏi sổ thăm nuôi với tư cách là vợ của Thuyết. Cuộc sống như sụp đổ ngay trước mắt khi cô thấy Thuyết đang cười nói vui vẻ với một người phụ nữ khác, và đấy cũng là tên của người được thay thế trong sổ thăm nuôi. Cô đã khóc và nói với Thuyết: "Người ta bỏ anh vào tù, còn anh bỏ nhà tù vào em." Kể từ đó, Linh Nga chấm dứt mối quan hệ với Thuyết buôn vua. Linh Nga giờ sống ra sao? Ít ai biết, Linh Nga từng một lần chết hụt khi phóng xe máy chạy ra đường giữa đêm khuya với vận tốc hơn 100 km/h trong tình trạng tắt cả đèn xe sau khi trải qua loạt cay đắng. Cô thấy mình chui qua gầm xe tải, chiếc xe máy trượt một đoạn dài rồi dừng lại. Từ sau lần đó, Linh Nga như trở thành một con người khác, chai lì hơn với niềm vui, nỗi buồn, quyết đứng dậy làm lại cuộc đời. Vài tháng sau, cô quyết định ra đi, Linh Nga tự sang chương mới cho cuộc đời mình ở nước Mỹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cô trở thành một biên tập viên, một MC truyền hình. Hiện tại, nữ diễn viên đã ly hôn với chồng Việt Kiều và làm mẹ đơn thân ở xứ Cờ Hoa. Cô có hai người con gái xinh đẹp, thông minh. Năm 2014, cô tốt nghiệp thạc sĩ về thiết kế âm thanh cho phim tại Đại học Chapman. Vẫn là Linh Nga, nhan sắc không tuổi với cặp lông mày lá liễu đặc trưng, nhưng giờ đây đã vững vàng trước sóng gió cuộc đời. Chẳng ai nghĩ nhân vật chính trong câu chuyện tình ồn ào một thời giờ đã trở thành một người phụ nữ năng động và bản lĩnh ở xứ sở Cờ Hoa. Nhiều năm sau, khi ở bên phía bên kia sườn dốc của cuộc đời, họ vẫn nói về nhau bằng những ngôn từ tốt đẹp nhất: có duyên mà không có nợ. Linh Nga vẫn nói về người tình năm đó bằng tấm lòng trân trọng: "Đó là một người đàn ông giỏi nhất mà tôi từng gặp, một cá tính rất đặc biệt mà tôi biết rằng cả đời này cũng không thể có thêm một tình yêu nào như thế nữa." Trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên chia sẻ: "Danh vọng, tiền tài, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, nhưng điều đọng lại làm cho cuộc đời một con người có ý nghĩa hơn cả, theo tôi là sự yêu thương." Tháng 7 năm 2015, Linh Nga trở lại Việt Nam và đã tạo nên một làn sóng dư luận trong nước. Tất cả các báo đều viết về cô, nhấn mạnh hai điều: cuộc tình của Linh Nga và Thuyết buôn vua, và việc cô về nước sản xuất phim. Trong thời gian này, Linh Nga thừa nhận, dù đã nhiều năm qua, tình yêu với Thuyết vẫn là mối tình lớn và đặc biệt nhất trong cuộc đời cô. Tháng 7 năm 2015, Linh Nga chia sẻ thông tin về hai con gái. Bé đầu tiên Anna Linh, bé thứ hai tên Mary Linh. Đầu năm 2019, bộ phim Inside This Piece do Linh Nga và hãng phim 9669 Films của cô sản xuất có nội dung về nạn nhân chất độc da cam đã đoạt giải phim tài liệu dài xuất sắc tại Liên hoan phim Phụ nữ California. Sau đó, Inside This Piece tiếp tục đoạt giải huân chương danh dự từ Liên hoan phim mang tầm ảnh hưởng của Mỹ, tiếng Anh là Impact Doc Awards 2019, và được đề cử trong top 6 phim tài liệu cho giải phim tài liệu xuất sắc của Liên hoan phim hành động điện ảnh quốc tế Action on Film International Festival 2019. Bộ phim có thời lượng 60 phút, nội dung về nạn nhân chất độc da cam dioxin sống tại Việt Nam. Inside This Piece được trình chiếu và chính thức trao giải tại rạp Prominent Playhouse Performing Arts ở Hollywood vào tháng 1 năm 2019.